thương ai nhất nhà Bi? Thương bố hả? Có lộn không? Không có. Thương ai nhất nhà? Rồi thương ai nữa? Rồi thương ai nữa? Rồi thương ai nữa? Nói thử nghe coi. Hả? Gia trưởng kìa. À, giờ lửa. Ừ, biết sợ không? Không sợ. Biết sợ khủng long bạo chúa không? Không. Không luôn hả? Khủng long bạo chúa khè lửa sao? Ba. Ừ, ghê quá, đứng đi sao? Nó đứng nó đi sao? Nó làm sao? Ừ, vậy hả? Trời thấy ghê vậy. Ừ, thấy ớn quá à. Rồi khè lửa đi. Trời ơi, ghê quá. Đám rừng đúng không?